Vào ngày 9 tháng 1, máy bay của Sriwijaya Air mất liên lạc lúc 14 giờ 40 tại điểm cách sân bay quốc tế Soekarno Hatta của Jakarta 11 hải lý, ở độ cao 3.350m, khi đang trên đường từ Jakarta đến Pontianak với hành trình 452 dặm, 727 km, dự kiến kéo dài 95 phút. Theo hãng thông tấn nhà nước Antara Flight Radar 24 cho biết, máy bay mất độ cao 3.000m trong vòng 1 phút trước khi biến mất khỏi radar, khoảng 4 phút sau khi cất cánh. Sau khi khẩn cấp thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, được biết hiện chiếc máy bay mất liên lạc được xác nhận đã rơi xuống biển. Địa điểm rơi là ở quần đảo Thousands. Giám đốc điều hành của hãng hàng không Jefferson Iwijowina cho biết, máy bay ở trong tình trạng tốt trước khi rơi xuống. Ông cung cấp thêm thông tin rằng chuyến bay đã bị hoãn 30 phút trước khi có thể cất cánh do mưa lớn. Theo danh sách, có tất cả 62 người trên chuyến bay định mệnh này, bao gồm 46 người lớn, 7 trẻ em và 3 trẻ sơ sinh, cùng 2 phi công và 4 tiếp viên phi hành đoàn. Người dân cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ như bom từ giữa biển. Sau đó, thuyền trưởng Eko Surya Hadi, chỉ huy tàu tuần duyên Trishula, phụ trách cứu hộ cho biết, họ đã tìm thấy các bộ phận thi thể người, một số mảnh tóc, vải bọc, quần jean và mảnh vỡ, nghi là từ chiếc Boeing của hãng hàng không Sriwijaya Air ở vùng biển thuộc quần đảo Thousands, Jakarta vào chiều ngày 9 tháng 1. Hãng Sriwijaya Air cho biết đang thu thập thêm thông tin chi tiết hơn liên quan tới chuyến bay này. Hiện chưa thể khẳng định chắc chắn mảnh vỡ tìm được có phải là từ chiếc máy bay mất liên lạc hay không. Trong một tuyên bố, hãng Sriwijaya Air cho biết họ đang liên hệ với nhiều bên liên quan khác nhau để có thêm thông tin chi tiết về vụ việc và họ sẽ ngay lập tức đưa ra tuyên bố chính thức khi có thêm thông tin rõ ràng. Tại sân bay quốc tế Supadio, một số thân nhân của các hành khách xấu số trên chuyến bay định mệnh ngày 9 tháng 1 đã đến rất đông để xác nhận và tìm hiểu thông tin. Những tiếng nức nở vỡ òa trong nỗi đau vì đột ngột mất đi người thân của họ khiến ai cũng thương xót. Ai cũng cầu nguyện phép màu sẽ xảy ra, tuy nhiên đến hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ hành khách nào có cơ may sống sót sau vụ rơi máy bay. Sriwijaya Air là hãng hàng không giá rẻ được thành lập năm 2003, có trụ sở tại Jakarta, chủ yếu vận hành các chuyến bay nội địa và Đông Nam Á, sở hữu khoảng 19 máy bay Boeing.